Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay xin giao lưu với anh em mình luôn mì quế giá rẻ nha anh em, 600, 650 ngàn ha. Đó, có hai mức giá nha. Đó, cho anh em mình lựa chọn, rất mong anh em ủng hộ ha. Rồi. Đó, chào khán giả luôn em ơi. Dạ em xin chào mọi người, hôm nay em cũng giao lưu với mọi người luôn mì quế, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829160355. Rồi, mình vô cây đầu tiên luôn. À, lắc lượng nha, đế nè, cây này đế cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi thông số luôn, 29 hoành nữa ha, cao 1m08, kính bầu là 36, kính bầu 36 nha anh em. À, mã số H1 ha, 650 bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. À, H2 nha anh em. Cây này đâm chồi trở lại rồi ha. Rồi thông số luôn. 27 hoành. Cao 1m26. Kính bầu là 33. Kính bầu 33 nha. Đó, H2 nha anh em, 600 ngàn ha, bao ship luôn nha anh em. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, H3 nha. Đó, lắc lượng nha. Đế cũng dữ lắm nha anh em, đế đều ha. Rồi, thông số luôn em ơi. Hoành là 38. 38 hoành. Cao là 1m10. Cao 1m1. Kính bầu là 32. Kính bầu 32 ha. Đó rồi, cây H3 nha anh em. Cây này 650 ngàn ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, H4 nha. Một cốt phong cao nha anh em. Đó, lắc lượng nha. Đế đều luôn. Rồi thông số luôn. 26 hoành. Cao 1m50. Cao 1m50 hơn nha anh em. Kính bầu là 40. Kính bầu 40 ha. Đó, cây H4 nha anh em, cây này 600 ngàn ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo H5 ha anh em. Đó, dáng thú nha. Đó. Đó. Cây rất là già cây. Rồi. Thông số luôn. Hoành là 29. 29 hoành. Cao là 100. Cao 1m. Kính bầu là 35. Kính bầu 35 ha. À, cây H5 nha, 600 ngàn bao ship luôn nha anh em. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo H7, H6. H6 nha anh em. À, đế cũng lực ha. Rồi thông số luôn. Hoành là 31. 31 hoành. Cao là 1m37. Cao 1m37. Kính bầu là 34. Kính bầu 34 nha. À, rồi cây H6 nha anh em, 650 bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây H7 nha anh em. À, cây đế cũng khá đẹp ha nè. À, cái bề đế cũng khá đẹp. Rồi thông số luôn. Hoành 20 hoành. Cao 1m08. Cao 1m08 ha. Kính bầu là 35. Kính bầu 35. Đó, mã số H7 nha anh em, 600 ngàn bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo luôn. Đó, H8 ha. Cây này cũng khá là to nha anh em, lắc lượng ha. Rồi thông số luôn em ơi. Hoành là 30. 30 hoành. Cao là 1m20. Cao 1m2. Kính bầu là 36. Kính bầu 36 ha. Đó, mã số H8, cây này 650 ngàn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây H9 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Đó, trực lắc. Đế nè. Đế cũng đều ha. Đó, rồi thông số luôn em ơi. Hoành là 24. 24 hoành.
Cao 1m45 ha. Kính bầu là 36. Kính bầu 36. Cây H9 em xin giao lưu là 600.000. Đó, mã số H9 nha, cũng là cây cuối cùng của clip ha, 600.000 bao ship luôn nha anh em. Rồi chào khán giả luôn em ơi. Dạ em xin chào mọi người, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.